Xin kính chào các quý nhà đầu tư đã quay trở lại với bản tin tài chính BT News của BT Group. Em là Nhật Linh, người sẽ đồng hành cùng các anh chị trong bản tin ngày hôm nay. Trước tiên, em xin phép được điểm qua một số thông tin đáng chú ý có trong ngày hôm qua. Tuần này, dòng vốn đang tháo chạy khỏi vàng khi các nhà đầu tư tìm tới cổ phiếu sau thông tin lạc quan về vaccine. Thị trường chứng khoán hưởng lợi khi một loạt các loại vaccine tiềm năng có thể sớm được áp dụng trong cuối tháng 12 và đầu năm tới. Hôm thứ Hai, AstraZeneca của nước Anh cho biết phân tích tạm thời cho thấy vaccine của họ có hiệu quả trung bình là 70%, với chế độ điều trị dùng thêm thuốc cho thấy hiệu quả là 90%. Thông tin này được đưa ra sau khi thử nghiệm giai đoạn cuối từ Pfizer, BioNTech và Moderna cho thấy vaccine COVID của họ có hiệu quả là hơn 95%. Ngày hôm qua, tiếp tục đón nhận một tin tức mới từ vaccine của Nga, vaccine Sputnik V cho thấy hiệu quả vượt quá 95%. Vaccine COVID-19 mới có thể được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 cho đến 8 độ C. Đây là một bước đột phá mới trong tiến trình sản xuất vaccine trên thế giới với việc dễ bảo quản ở nhiệt độ thấp. Hiện tại, đang có 3 kết quả vaccine cực kỳ khả quan khiến vàng chịu áp lực trong tương lai gần. Nhận thức rằng đại dịch COVID-19 đang tồn tại và sắp kết thúc đang thúc đẩy sự tích cực của các nhà đầu tư, với động lực hướng tới các tài sản rủi ro cao hơn khiến cổ phiếu tăng giá và ngược lại, kéo vàng đi xuống. Chỉ số quản lý mua hàng mạnh mẽ do Hoa Kỳ công bố hôm thứ Hai đã kìm hãm nhu cầu kích thích kinh tế. Không ai nghĩ rằng ngành công nghiệp dịch vụ và dữ liệu kinh tế sản xuất sẽ phát triển mạnh mẽ như vậy. Vì vậy, trong thời gian tới, giá vàng vẫn sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm. Với dầu thô, giá dầu đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3 và thứ 3 khi sự lạc quan về triển vọng kinh tế năm 2021 được củng cố. Các nhà đầu tư mua vào mạnh mẽ hơn với quan điểm rằng việc phân phối vaccine để chống lại COVID-19 sẽ dẫn đến tăng trưởng nhanh chóng trong đầu năm tới. Cho đến nay, 3 công ty đã tuyên bố rằng các loại thuốc thử nghiệm của họ có tỷ lệ thành công từ 90% trở lên trong việc ngăn ngừa căn bệnh này. Thị trường cũng được khuyến khích bởi những gợi ý về sự hợp tác hơn nữa giữa Nga và Ả Rập Xê Út trong việc ngăn chặn nguồn cung dư thừa trên thị trường thế giới trong những tháng tới. Cuộc thảo luận giữa hai bên ngày hôm qua cho thấy kỳ vọng rằng việc tăng sản lượng theo kế hoạch của khối OPEC cộng sẽ bị lùi lại có lẽ trong 3 tháng tới, bắt đầu từ tháng 4. Vì vậy, giá dầu thô đang được hưởng lợi. Với USD, cũng giống như các tài sản trú ẩn khác, USD cũng bị bán ra, chỉ số đô la index vẫn tiếp tục giảm ngày hôm qua, đồng đô la Mỹ bị bán tháo với vai trò tài sản trú ẩn an toàn hôm qua sau khi Tổng thống Donald Trump cuối cùng cũng đã nhượng bộ và dọn đường cho quá trình chuyển đổi cho Tổng thống đắc cử Joe Biden. Với việc Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden sẽ đề cử Janet Yellen làm Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ. Về chính sách tiền tệ, Yellen là một quan chức rất ôn hòa vì cô tập trung vào việc giảm tỷ lệ thất nghiệp. Vì vậy, chính sách tiền tệ dưới thời ông Biden sẽ có xu hướng giảm với đồng USD. Ngoài ra, các tin tức về vaccine đang làm tăng sự lạc quan của thị trường và giảm trú ẩn vào đồng USD. Với euro, đồng euro được thúc đẩy bởi tin tức chính trị của Hoa Kỳ ngày hôm qua. Tuy nhiên, triển vọng của đồng tiền chung vẫn còn hạn chế. Những lo ngại về làn sóng virus thứ hai tấn công nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu lại tiếp tục đè nặng lên đồng euro. Tuy nhiên, về số liệu kinh tế của Đức ngày hôm qua cho thấy GDP của Đức có tăng trở lại trong quý 3. Đức là đầu tàu khu vực đồng tiền chung châu Âu. Điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư luôn quan tâm đến sức khỏe của nền kinh tế đất nước này. Với việc giao dịch, chúng ta có thể lựa chọn mua bán xuống với các cặp Euro AUD, Euro NZD và mua lên với các cặp Euro Japan Yen, Euro CHF và Euro USD. Với GBP, đồng bảng Anh tăng cao hơn trong tuần này do các tin tức tích cực về vaccine COVID-19 của Anh và sự lạc quan về Brexit. Các quan chức của Anh và EU vẫn lạc quan rằng có thể đạt được một thỏa thuận. Hơn nữa, một số báo cáo đã xuất hiện cho thấy rằng một thỏa thuận hậu Brexit của Anh và EU có thể được chỉnh sửa trong tương lai. Những yếu tố này đã khiến thị trường lạc quan hơn về một thỏa thuận Brexit mạnh mẽ, ngay cả khi các cuộc đàm phán hiện tại bị trì hoãn. Với các mã tiền tệ hàng hóa khác, do dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ tốt hơn nhiều so với dự kiến và tình hình chính trị Hoa Kỳ không chắc chắn đã giảm, sự phục hồi mạnh mẽ của chỉ số đô la Mỹ đã từng gây áp lực lên các đồng tiền không phải USD. Tuy nhiên, giai đoạn thị trường lạc quan đã khiến đồng đô la Úc và các đồng tiền hàng hóa khác vẫn lấy lại được sự hỗ trợ và tăng giá. Hiện tại, các nhà đầu tư toàn cầu đang đánh cược rằng với sự hỗ trợ của vaccine, đại dịch COVID-19 mới dự kiến sẽ được dập tắt càng sớm càng tốt. Do đó, nền kinh tế thế giới sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm 2021 và sẽ tăng cường hơn nữa đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Điều này sẽ làm tăng thêm nhu cầu đối với hàng hóa cơ bản số lượng lớn và tạo thành xu hướng tăng giá tiếp.
và liên tục đối với đồng đô la Úc. Bộ trưởng Tài chính Robertson đã yêu cầu ABNZ xem xét thị trường nhà ở như một phần của chính sách tiền tệ của mình. Robertson đã yêu cầu Ngân hàng Trung ương điều chỉnh chính sách của mình để tránh sự bất ổn không cần thiết về giá nhà ở. Thống đốc ABNZ trả lời rằng các hành động chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương đã, đang và sẽ tiếp tục có hiệu quả trong việc hỗ trợ nền kinh tế thông qua cú sốc kinh tế COVID-19. Thị trường giải thích bình luận này như một tuyên bố rằng ABNZ đã gác lại bất kỳ kế hoạch nới lỏng bổ sung nào trong tương lai gần, bao gồm có cả lãi suất âm, một khái niệm đã được thả nổi trong những tháng gần đây. Điều này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trên thị trường tiền tệ và đồng NZD tiếp tục được củng cố cho xu hướng tăng. Đồng CAD cũng đã nhận được hỗ trợ từ giá dầu tăng cao. Vừa rồi là những tin tức ngày hôm qua. Tiếp theo sẽ là biên tập viên Thu Phương cùng với những tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Cảm ơn biên tập viên Nhật Linh với những tin tức quan trọng trong ngày hôm qua. Tiếp sau đây em sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong những tin tức và chiến lược quan trọng trong ngày hôm nay, ngày 25 tháng 11. Giá vàng hôm nay ngày 25 tháng 11 tụt giảm xuống đáy 4 tháng. Đêm ngày 24 tháng 11 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao quanh ngưỡng 1.803 USD trên ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn COMEX New York đứng ở mức 1.808 USD trên ounce. Giá vàng thế giới đêm ngày 24 tháng 11 cao hơn khoảng 18,5% so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,1 triệu đồng trên lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 4,3 triệu đồng trên lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều ngày 24 tháng 11. Giá vàng trên thị trường quốc tế tụt giảm xuống đáy 4 tháng trong bối cảnh nước Mỹ dục dịch trong quá trình chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden bắt đầu thiết lập một chính quyền mới. Theo đó, cơ quan dịch vụ tổng hợp GSA cho phép đội ngũ của ông Joe Biden bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực chính thức sau khi GSA không bị Nhà Trắng gây áp lực nhằm trì hoãn quá trình này. Ông Biden cũng đã chỉ định cựu chủ tịch Fed Janet Yellen làm bộ trưởng tài chính. Vàng giảm giá còn do chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên 24 tháng 11 và nhiều loại vaccine ngừa COVID có thể sớm được phân phối trên toàn thế giới. Tỷ giá ngoại tệ trên thị trường thế giới, đồng đô la Mỹ bị bán trong quá trình chuyển đổi chính trị của Mỹ bắt đầu và khả năng bà Janet Yellen trở thành bộ trưởng tài chính làm tăng kỳ vọng về một chính sách tài khóa mở rộng dưới thời Tổng thống đắc cử Joe Biden. Động thái diễn ra khi bang Michigan với 16 phiếu đại cử tri xác nhận chiến thắng thuộc về ông Biden ngày 23 tháng 11 giờ Mỹ, tức rạng sáng ngày 24 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden tuyên bố sẽ bắt đầu các cuộc gặp với quan chức an ninh liên bang và phụ trách đại dịch COVID-19 của chính quyền Trump trong những ngày tới. Đây là bước đầu tiên cho thấy chính quyền Mỹ đã công nhận sự thất bại của Trump, cũng là tín hiệu cho thấy giám đốc GSA sẽ ký các văn bản xác nhận chiến thắng của Biden hai tuần sau khi ứng cử viên Dân Chủ được các hãng tin Mỹ xướng tên là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ lên mạng xã hội về sự tán đồng của ông đối với động thái này, mặc dù ông vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu để cố gắng lật ngược cuộc bỏ phiếu ở một số bang. Phân tích kỹ thuật, XAU/USD xu hướng chính vẫn là giảm, tuy nhiên ngày đầu hôm nay giá có thể có những sự điều chỉnh nhẹ, khuyến nghị các trader chờ sell trong vùng giá 1925 đến 1930, SL 1936, TB 1915 đến 1905. GBP USD H1 đang tích lũy đi ngang, với cặp tiền này các trader có thể chờ đợi giá hồi xuống vùng giá 1.3315 rồi tiếp tục mua lên SL 1.3290, TB 1.3240 đến 1.3265. Euro USD giá đang tiến sát đến vùng kháng cự 1.1900, đây là một vùng giá khá quan trọng đối với Euro USD nên giá có thể sẽ có những phản ứng mạnh mẽ. Tuy nhiên, với cặp tiền này ở thời điểm hiện tại, các trader nên chờ đợi phá vỡ khỏi vùng này rồi tiếp tục mua lên hoặc đứng ngoài quan sát thêm. AUD/USD xu hướng chính vẫn là đang tăng. Ngày hôm nay, các trader có thể tiếp tục mua lên đối với cặp tiền này quanh vùng giá 0.7345, L 0.7320, TB 0.7370 đến 0.7400. USD/CAD chờ đợi một đợt sóng điều chỉnh. Cặp tiền này xu hướng chính vẫn là đang giảm. Đầu ngày hôm nay giá có thể có những sự điều chỉnh lên vùng giá 1.3030 rồi tiếp tục đi xuống, khuyến nghị chờ sell quanh vùng này L 1.3080, TB 1.2980 đến 1.2930. Trên đây là những tin tức quan trọng trong ngày hôm nay. Thay mặt cho BT Group,
Em xin kính chúc quý nhà đầu tư có một ngày giao dịch thật thành công. Và em là Thu Phương, người sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong những bản tin tiếp theo.